Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Di động Nhật Nam nhé. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều clip bán máy chính hãng và iPhone chuẩn quốc tế với chế độ bảo hành lâu. Bên mình bán ra sẽ bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất. Tất cả sản phẩm của bên mình bán là cam kết không bị sửa chữa ở trên men. Các bạn cứ yên tâm, 100% cái men là phải zin rồi, không sửa chữa, chuẩn chỉ, ok, ngon lành. Và sản phẩm khi đến tay các bạn là các bạn được kiểm tra hàng. Đó là đối với những bạn mua bán online, được kiểm tra hàng, được test máy khi nhận các bạn nhé. Còn những bạn ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai thì có thể đến trực tiếp shop của mình để mua, ủng hộ cho mình. Mình có shop ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Các bạn ở khu vực chẳng hạn như là Maragui, Sùng Nhơn, Đa Cai, Định Quán, Nam Cát Tiên hoặc là khu vực lân cận của Tân Phú thì có thể đến trực tiếp xem và mua hàng, ủng hộ cho mình nhé. Còn những bạn ở xa yên tâm, có hình thức mua bán online, ship code đến tận nhà, tận giường. Hàng đến được kiểm tra hàng, chỉ cần đặt cọc trước từ 1 đến 500 nghìn qua một trong hai hình thức: chuyển khoản ngân hàng để đặt cọc hoặc là đặt cọc bằng thẻ cào giấy, thẻ cào Viettel Mobi các bạn nhé. Nếu như bạn nào đặt cọc bằng thẻ cào, vui lòng cào thẻ ra, gửi mã nạp tiền và seri sang cho bên mình, gửi bằng tin nhắn hoặc là bằng Zalo thì hai số hotline 0979 78 2366 và số 0367 709 123 là hai số điện thoại duy nhất để đặt mua hàng bên shop Di động Nhà Nam các bạn nhé. Tránh nhầm lẫn và bị kẻ gian lợi dụng thì các bạn chỉ gửi tin nhắn và chuyển tài khoản đến số điện thoại của, xác minh đúng hai số điện thoại mình vừa đọc đấy. Và tất cả thông tin, địa chỉ liên lạc, địa chỉ cửa hàng cũng như là cái địa chỉ để gửi bảo hành, tất cả là có dưới phần mô tả video và có trên Google tìm kiếm. Và thậm chí shop Di động Nhật Nam có trên Google Maps, các bạn chỉ cần vào Google Maps, Google tìm kiếm, search chữ Di động Nhật Nam là sẽ thấy shop của mình ở Tân Phú, Đồng Nai các bạn nhé. Duy nhất một địa chỉ ở Tân Phú, Đồng Nai mới là Di động Nhật Nam chính hãng nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm là phụ kiện đi. Phụ kiện đây là sạc dự phòng. Đây là pin sạc dự phòng 10.000, có dung lượng 10.000. Có thể là sạc khoảng 2 lần hoặc 3 lần cái điện thoại iPhone và Android thì 2 lần. Đấy. Và dung lượng của nó là, hàng này là hàng chính hãng nên dung lượng thật nhá. 10.000 thì dung lượng thật của nó cũng phải được khoảng 8.500, 9.000 rồi, nên là các bạn yên tâm chứ không phải là những cái hàng fake, hàng dỏm mà dung lượng thật nó không đúng. Còn này dung lượng thật tương đối là đúng vì đây là của hãng 5S Spy của Việt Nam, chính hãng. Đấy, bên mình bán thì cũng bảo hành cho các bạn 6 tháng. Pin sạc dự phòng này có một cái đặc điểm là đời mới sản xuất, sử dụng cell pin công nghệ cao nên rất là nhẹ, gọn, chuẩn và giá bán là 250 các bạn nhé. 250, chưa bao gồm phí ship nha. Bên mình không bao ship đâu, bên mình là không bao ship. Bên mình là sẽ thu ship. Và 250 này là chưa có phí ship. Đối với sản phẩm là sạc dự phòng thì các bạn cộng thêm cho mình là 40.000 tiền ship. Là 40.000 tiền ship các bạn nhé. Đấy, có vài màu cho các bạn lựa chọn. Tuy nhiên pin dự phòng, sạc dự phòng thì cũng không cần thiết màu. Con này có chế độ sạc nhanh tới 2,1A, sạc khá là nhanh, nhanh đầy pin các bạn nhé, yên tâm. Đấy. Tiếp theo thì có một cái cái loại dung lượng rất là khủng, đó là 20.000 để dành cho các bạn hay đi xa, đi rừng, đi dãy và hay đi du lịch xa. Thì chúng ta cầm cái cục này đi, có thể chúng ta sạc được 4 lần cho đến 6 lần điện thoại của chúng ta. Thì các bạn biết, một lần thì nhiều khi chúng ta xài cả ngày rồi. 4 lần, 6 lần thì xài đồng nghĩa với việc là xài khoảng 1 tuần rồi. Từ 5 ngày đến 1 tuần rồi, nên là yên tâm. Đi đâu xa khỏi mang cái bộ sạc cắm vào điện kia cho mệt. Cứ việc sạc đầy cái này là sách kèm theo. Cái này thì là 430.000. 430.000 con này thì dòng sạc nhanh tới 3A, tới 3A, khá là chất các bạn nhé. 20 mấy W đó. À, cực kỳ là ok. 20.000 này là 430.000, giá bán là 430.000. Đấy, với dung lượng là 20.000 mAh. Rồi, tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một số máy. Đầu tiên đây thì sẽ có Samsung Galaxy A03s, con này là hàng mới, kích bảo hành, tức là hàng trôi bảo hành. Kích bảo hành rồi nhưng chưa bán được và đảm bảo rằng là máy vẫn mới 100%, là chưa ai dùng. Đấy. Các bạn mua sẽ tiết kiệm hơn là các bạn mua hàng đập hộp. Và tuy rằng là kích nhưng cũng còn bảo hành rất là lâu. Kích hồi tháng 4 thì còn bảo hành đến tháng 4 2023 các bạn nhé. Rất là lâu. A03s và đây là phiên bản cao. Thì máy này là nguyên hộp nên có cả bộ sạc đây. Đấy, có cả bộ sạc.
Tuy nhiên hãng Samsung thì bây giờ mấy cái đời này cũng không cho tai nghe, các bạn khỏi thắc mắc nhé, có mỗi bộ sạc thôi. Mà máy là một con máy mới và là phiên bản cao. Thì tại sao mình nói là phiên bản cao? Bởi vì dòng này có hai phiên bản. Nếu như không nói như thế các bạn sẽ nhầm lẫn với phiên bản RAM 3. Vì đây của mình là phiên bản RAM 4 nên giá nó đắt. Phiên bản RAM 4 bộ nhớ tới 64 nhá. Thay vì là các bạn nhiều bạn so sánh khập khiễng với lại phiên bản RAM 3 bộ nhớ 32. Đấy. Đây của mình là phiên bản cao, phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64 GB và có giá cho các bạn là 3,1 triệu. 3,1 triệu, máy hoàn toàn mới chưa ai dùng. Tiếp theo nữa là cũng là một con mới. Chưa ai dùng, cũng kích bảo hành thôi. Màu xanh. Tươi xanh như nồi canh luôn các bạn thấy này, khá là chuẩn chỉ luôn, đó là con A52S 5G. Hộp mới cứng, phụ kiện mới cứng, các bạn thấy đấy, ngon lành cành đào và máy là máy mới chỉ kích bảo hành nhá. Chỉ kích bảo hành. Khá là chất luôn. Đây các bạn thấy mới keng luôn. Màu xanh. Và con này là có giá bán cho các bạn là 6,6 triệu. Con này lúc mới ra đập hộp là vào khoảng là 12 triệu các bạn, 11,990,000 đấy. Nhưng mà hiện tại thì đến thời điểm này giá bắt đầu hạ dần thì các bạn mua quá là hợp lý. Hơn thế nữa là các bạn được mua máy mới với cái giá gọi là máy cũ 6,6 triệu thôi. Đó. Cực kỳ là chất các bạn nhé. Đây là máy mới chưa ai dùng. A52S 5G màu xanh, có một máy duy nhất thôi nhé, 6,6 triệu. Tiếp theo thì có con Oppo A94, cũng là cái dạng đó, cũng là cái dạng kích bảo hành chưa bán được, chuẩn chỉ. Và con Oppo này cũng là hàng chính hãng, dùng được 2 SIM, RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Oppo A94 thì các bạn biết rồi, khá là chất. Đây, máy thì mới cứng cựa, còn bảo hành đến tháng 6 năm sau, các bạn khỏi phải lo. Màu tím. Màu tím đậm các bạn nhé, tím đen đấy. Đấy. Một con máy mới khá chất và có phụ kiện đầy đủ. Thì Oppo thì nó vẫn có cả tai nghe luôn. Đấy. Hãng Oppo nó chơi hào phóng hơn ha, nó vẫn có cả tai nghe cho các bạn luôn. Và giá bán của con này là 5 triệu chẵn. A94 mới cứng các bạn nhé, đập hộp luôn. Oppo A94, RAM 8 bộ nhớ 128, cực khủng, pin trâu, cấu hình khỏe. Giá 5 triệu có đúng một cái. Tiếp theo giá rẻ hơn thì có con A74, tuy nhiên con này pin rất trâu, pin tới 5.000 và công nghệ mới luôn. Máy nhỏ gọn, mỏng, đẹp, nhẹ nhưng pin lại rất trâu, pin tới 5.000 và còn bảo hành đến tháng 10 năm nay. Con này là cũng hàng tồn kho. Bữa nay bán cho bạn 4 triệu tư đi, giảm 100.000 cho dễ bán nhé, 4 triệu tư. Giảm 100.000 cho dễ bán đây. Máy màu xanh, tươi xanh như nồi canh, Oppo A74. Con này thì cũng đầy đủ phụ kiện như là tai nghe và sạc ngon lành cành đào. Máy mới keng xà beng, tươi xanh như nồi canh, RAM 8 bộ nhớ 128, pin trâu 5.000, khá là chất. Oppo A74 giá 4,4 triệu, có đúng một cái, nguyên hộp tồn kho. Rồi tiếp theo là còn một con hàng nguyên hộp nữa, đó là con Realme 7 Pro. Con này thì cũng là anh em với là nhà Oppo nên rất là chất nhá, rất là trâu. Và con này thì là hàng dùng rồi, nhưng là do khách người ta không thích đập hộp nên người ta vẫn để cái hộp nguyên thế này. Chứ mất công về lại đập ra thì lại mất thời gian đập nữa đúng không? Đấy. Người ta vẫn để nguyên hộp này thì bán thì nó vẫn còn đây. Và vẫn có bộ sạc zin. Bộ sạc zin theo máy của nó đây, của Realme. Realme 7 Pro này, hàng chuẩn chỉ zin nguyên bản 99%, chính hãng 2 SIM và đặc biệt được trang bị chip của Mỹ Snapdragon 720G 8 nhân rất là mạnh mẽ. Ngày hôm nay có một con máy nguyên hộp và có cả sạc như thế này, mình bán cho các bạn với cái giá là 4,4 triệu các bạn nhé, 4,4 triệu. Một con máy khá chất, rất đáng mua. Realme 7 Pro, camera khủng, pin trâu, cấu hình khỏe, cực chất, chính hãng 2 SIM, bảo hành 6 tháng. Thì tất cả sản phẩm là mình bảo hành 6 tháng. Rồi tiếp theo là đến cái sản phẩm là máy trần. Thì mình lưu ý bạn là máy trần là mình chỉ báo giá máy, chưa bao gồm sạc và phụ kiện. Bạn nào muốn mua bất cứ món gì thì chúng ta sẽ cộng thêm tiền vào đơn hàng các bạn nhé. Đấy, nói như vậy dễ hiểu. Và tại sao mình lại bán như thế? Mình bán như thế bởi vì mình biết trên đời này không ai cho không ai cái gì cả, không ai cho tặng cái gì cả. Đấy. Tất cả mọi cái phụ kiện kèm theo đều tính tiền. Mặc dù là nói tặng cho nó vui nhé, đều là tính tiền vào sản phẩm hết. Và mình tách riêng ra như vậy để mình bán riêng sản phẩm, để các bạn có thể lựa chọn mua theo ý thích của các bạn.
về trở thành khách hàng thông minh các bạn nhé. Ví dụ cần cái sạc thì mua cái bộ sạc, cần cái tai nghe thì mua cái tai nghe, chứ không cần thiết là phải là vẫn phải trả tiền nhưng mà mang tiếng là được người ta tặng sạc và tai nghe, thế là cái tai nghe vẫn phải mua, xem như là phải mua đấy, và về đôi khi không dùng lại vứt đi phí đấy, cái đấy rất là lãng phí nhá. Chúng ta tiết kiệm không thừa đâu. Và khi các bạn đã có sạc rồi thì chúng ta không cần phải mua sạc, mà chưa có thì chúng ta mua đấy, còn không thì mình cứ báo giá máy thế trắng phớ ra các bạn mua, mỗi máy thì tính tiền mỗi máy là xong rồi. Ok, tiếp theo đây là con Samsung Galaxy Tab A7 Lite, hàng đẹp chuẩn keng, giá bán 3,2 triệu. Con này có thể nói là sản xuất gần đây nên rất là mới. Về cấu hình thì cũng khá là ổn định với một con Tab. Dòng Tab thì RAM 3GB, bộ nhớ 32GB là khá là ngon rồi. Bởi vì dòng này thường thường là mua để chơi game này, nghe nhạc này, xem phim này, đọc báo này, tình hình thế giới này, các kiểu. Đấy. Và con này pin trâu, pin hơn 5.000 và màn hình là 8,8 inch. Một đạt tiêu chí là một con Tab khá là chất, của chính hãng của Samsung, dùng được SIM, rất là mới. Ngoại hình đẹp, leng keng xà beng và giá bán là 3,2 triệu. 3,2 triệu, bảo hành cho các bạn 6 tháng nhé. Cam kết là hàng chuẩn chính hãng. Bên này không bán máy xách tay. Rồi tiếp theo là A71, Samsung Galaxy A71. Một cái sản phẩm khá là chất, to, pin trâu, cấu hình khỏe, sử dụng chip Mỹ. Đấy, chính hãng Samsung, 2 SIM. Cụ thể là sử dụng chip Snapdragon 730 8 nhân, RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin 4.500, màn hình to vật vã 6:7, chuẩn chỉ, ngon lành cành đào. 4 camera sau, thiết kế phong cách hình chữ nhật, rất là tươi xanh như nồi canh. Và giá bán là 5,1 triệu, cực kỳ là ok. Samsung Galaxy A71 chính hãng, leng keng xà beng, màu xanh, bảo hành chính 6 tháng các bạn nhé. Tiếp theo là màu cam, hay còn gọi là màu hường nam tính, khá là chất, con này cũng khá là mới, chuẩn chỉ luôn, đạt chuẩn keng xà beng và giá bán cũng là 5,1 triệu. Samsung Galaxy A71 chính hãng bạn nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ có đủ cả 3 màu, và đây là màu đen, leng keng như xà beng, rất là chuẩn chỉ luôn, để đây nó hơi bụi bặm tí thôi, ngoài ra máy mới cứng, chuẩn chỉ chính hãng, 2 SIM, RAM 8, bộ nhớ 128GB nhé. Samsung Galaxy chính hãng A71, giá 5,1 triệu nha các bạn. Một mức giá rất đáng mua, và giá là giá máy trần, chưa kèm phụ kiện. Rồi tiếp theo là A32, gần như là máy mới, hàng kích bảo hành thôi, và hàng thua máy mới, chỉ có không có cái hộp để đập thôi các bạn nhé. Hàng này là hàng đỡ mất công đập hộp đấy. Hàng này giống như hàng kiểu của vua, được thử đọc trước rồi đấy, chuẩn chỉ luôn, hết sảy con bà bảy nhé. RAM 6, bộ nhớ 128GB, thiết kế một phong cách mới, rất là hiện đại, rất là đẹp. Camera 3 cái tròn nồi thẳng lên trên lưng luôn đấy, chứ không có vình viết gì ở đây nữa. Chính hãng Samsung, dùng được 2 SIM và giá chỉ có 4,5 triệu, dòng bình dân, khá là chất nhé. Có hai màu, vừa rồi là màu đen và đây là tím thủy chung, cũng mới cứng như thế thôi các bạn, đẹp không tì vết, mới keng xà beng, đẹp không tì vết, 4,5 triệu thôi các bạn nhé. Tiếp theo là sản phẩm Samsung Galaxy A51, ở đây cũng có một con đẹp không tì vết, leng keng như xà beng, màu đen. Con này thì hôm nay giá rất là hấp dẫn, chỉ có 4,1 triệu thôi. Các bạn sở hữu một con hàng có thể nói là khá là chất, RAM 6, bộ nhớ 128GB, 4 camera sau, thiết kế hình chữ nhật, màn hình công nghệ giọt. À, con này là con A31 các bạn ơi, mình bị lộn kèo. Con này là con A31 thôi nhá. A31 thì hôm nay giá cực rẻ, chỉ có 3,8 triệu. Một con máy pin trâu, cấu hình khỏe, RAM 6, bộ nhớ 128GB và pin tới 5.000, chính hãng, 2 SIM, ngon lành cành đào. Đây là một con máy rất là mướt và giá bán là 3,8 triệu các bạn nhé, 3,8 triệu, còn đúng một cái thôi. Và đây, tiếp theo đây mới là A51 đây. Công nghệ màn nốt ruồi 6,5 inch, khá là chất, AMOLED mượt mà, và đây là phiên bản cao. RAM 8, bộ nhớ 128GB, màn hình 6,5 inch. Pin trâu, máy khỏe, chính hãng, 2 SIM, màu xanh tươi xanh như nồi canh, ngoại hình keng, chuẩn chỉ, bảo hành lâu, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng. Có giá bán cho các bạn là 4,4 triệu. Bạn lưu ý đây là con A51 phiên bản cao, RAM 8GB các bạn nhé. Bình thường của nó là chỉ có RAM 6 thôi.
Tiếp theo là một con hàng khá là đẳng cấp S20FE. Con này được trang bị chip Snapdragon 865 luôn, 8 nhân, cực chất, RAM 8, bộ nhớ 128GB và là sản phẩm chính hãng, dùng được 2 SIM. Đây là con máy màu hồng, khá là chất, chính hãng, 2 SIM ngon lành cành đào S20FE, mới keng xà beng luôn, chuẩn chỉ, có giá bán cho các bạn là 8.700.000 các bạn nhé. Mình nhầm rồi, 7.700.000 các bạn ạ, 7.700.000, xin lỗi các bạn nhé, mình nhầm, 7.700.000. Con máy chính hãng, 2 SIM chuẩn chỉ, cấu hình cực khủng. Tiếp theo là một con pin cực trâu, đó là con M12, Samsung Galaxy M12, chỉ với 2.600.000 các bạn sở hữu một con pin tới 6.000, chính hãng, 2 SIM và máy rất mới, màu xanh, tươi xanh như nồi canh, RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình 6.5 inch, to vật vã, 4 camera sau luôn, khá là chuẩn. Hàng này không mua thì còn mua hàng nào nữa. Pin 6.000. Tiếp theo thì còn một con A12 màu trắng, ngoại hình vào khoảng 99%, chuẩn chỉ và giá bán là 2.900.000. Con này 99% nên bán rẻ các bạn nhé. Màn hình không chảy xước đâu, còn nguyên miếng dán lột ra là mới keng, bóng lưỡng luôn, bóng nhẫy luôn. Đấy, 99%. Lý do là có một vết cấn nhẹ đây nên đánh giá thấp xuống và bán 2.900.000. RAM 4, bộ nhớ 128GB, pin 5.000. Các bạn cứ tưởng tượng đi, chưa tới 3.000.000 một con máy 4 cam sau, màn hình 6.5 inch, chính hãng của Samsung, bảo hành tới 6 tháng, bộ nhớ tới 128GB, pin trâu tới 5.000. Rất là ok, 2.900.000 các bạn nhé. Chỉ có thể là Samsung Galaxy A12 thôi. Tiếp theo là con A6, RAM 3, bộ nhớ là 64GB, hàng siêu máy phụ bởi vì nó nhỏ. Màn hình vào khoảng dưới 6 inch, 5.8 inch bạn ạ, khá chất. Chính hãng, màn hình AMOLED cũng lên cũng rất là mượt mà, và hàng này thì đạt mức sưu tầm rồi bởi vì khá lâu rồi nhưng còn zin nguyên. Zin nguyên bản nhà sản xuất đây, còn đẹp nữa chứ. Và giá bán của nó chỉ có 2.000.000 thôi các bạn nhé. 2.000.000, A6 2.000.000, 2.000.000 chẵn. Cực chất, nhức nách luôn. Tiếp theo là A03S, phiên bản RAM 4, bộ nhớ 64GB, máy trần không hộp, giá 2.900.000. Còn bảo hành đến tháng 4 năm 2023. Hàng kích bảo hành, chỉ thua máy mới là không có hộp, chưa ai dùng, mới keng xà beng các bạn nhé. Giá 2.900.000, máy trần không hộp, còn bảo hành đến tháng 4 2023. Phiên bản RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin trâu 5.000, khá là chất. Giá 2.900.000. Tiếp theo là con A02S, cũng RAM 4, bộ nhớ 64GB, giá 2.700.000. Khá là chuẩn chỉ luôn, chuẩn không cần phải chỉnh, ngoại hình đẹp, len keng như máy mới, chất lừ luôn nha các bạn. 2.700.000. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có A03S màu đen, cũng giá 2.900.000 đây, cũng còn bảo hành, khá là chất. Để cho bạn lựa chọn về màu sắc các bạn nhé. Và cuối cùng trong clip này thì giới thiệu đến các bạn một con A50S huyền thoại, một sản phẩm camera 48MP rất là chất, máy có ngoại hình đẹp, nhỏ gọn, màn hình rõ nét với một giao diện rất là chuẩn chỉ, 3 camera sau, pin 4000, màn hình giọt nước 6.4 inch. A50S chính hãng, giá bán 3.100.000, 3.100.000 các bạn nhé. Cực chất luôn. Rồi, vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn khá là nhiều sản phẩm điện thoại và cả pin sạc dự phòng. Bạn nào kết cái sản phẩm nào, alo cho mình qua số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709123 để đặt cọc mua hàng. Và các bạn cũng có thể đến trực tiếp shop của mình ở sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nếu như ở gần, để xem và mua hàng ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra, khi xem kênh, nếu thấy vui, thấy thích thú với sản phẩm điện thoại thì có thể đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và theo dõi những video tiếp theo, cũng như là cũng đừng quên like này, chia sẻ video đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.